top 5 ngôi sao Việt kiều hứa hẹn nâng tầm đội tuyển Việt Nam mà thầy Park không thể bỏ qua. Đội tuyển Việt Nam đã chính thức về nước sau hành trình không như ý vừa qua trên đất Singapore. Theo kế hoạch, Quang Hải và các đồng đội sẽ có khoảng 10 ngày nghỉ ngơi trước khi trở lại vào ngày 13 tháng 1 năm 2022 để chuẩn bị cho hai trận gặp Australia và Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup năm 2022 khu vực châu Á. Trong khoảng thời gian này, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có cuộc làm việc với VFF để mổ xẻ về chuỗi thành tích không như mong đợi vừa qua của đoàn quân sao vàng. Một trong những vấn đề mà ông Park cần phải giải quyết đó chính là tình hình nhân sự của đội tuyển hiện tại. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại vừa qua của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu vừa rồi. Một số ý kiến cho rằng ông Park nên triệu tập những cầu thủ Việt kiều vừa đáp ứng được yêu cầu về mặt chuyên môn, vừa có ý muốn cống hiến cho đội tuyển. Thực tế cho thấy xu hướng sử dụng các cầu thủ có gốc gác trong nước nhưng hiện tại lại đang chơi bóng ở nước ngoài là một điều không còn mấy xa lạ với bóng đá thế giới. Không nói đâu xa chính là trường hợp của đội tuyển Việt Nam với thủ thành Đặng Văn Lâm. Do đó, cũng sẽ không có gì lạ nếu như thầy Park để ý đến những cái tên mang trong mình dòng máu Việt nhưng lại đang chơi bóng ở nước ngoài trong khoảng thời gian tới. Vậy thì sau đây, hãy cùng Next Sports điểm qua 5 cái tên hứa hẹn sẽ là những sự bổ sung đầy chất lượng cho đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo nhé! Filip Nguyễn. Đây có lẽ là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong số những cầu thủ Việt kiều đang chơi bóng tại nước ngoài trong khoảng 3 năm trở lại đây. Filip Nguyễn sinh ngày 14 tháng 9 năm 1992 tại Banská Bystrica của Cộng hòa Séc. Anh có bố là người Việt Nam và mẹ là người Cộng hòa Séc. Ngay từ khi mới 9 tuổi, Filip Nguyễn đã sớm được tiếp xúc với bóng đá. Anh bắt đầu chơi bóng tại học viện của ABC Branik Praha. Năm 17 tuổi, cơ duyên đến với Filip Nguyễn khi anh lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên Sparta Praha, vốn là đội bóng mà Filip Nguyễn vô cùng yêu thích. Tuy nhiên, trong thời gian thi đấu cho Sparta Praha, Filip Nguyễn hầu như chỉ xuất hiện trên băng ghế dự bị của đội bóng. Với khát khao được ra sân, chàng thủ môn sinh năm 1992 chuyển đến thi đấu cho đội bóng vô danh là Silina Novi Bizov và đến năm 2016 chuyển sang thi đấu cho Vlasim tại giải hạng 2 Cộng hòa Séc. Đến tháng 2 năm 2018, Filip Nguyễn đạt được thỏa thuận gia nhập câu lạc bộ Slovan Liberec đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc Fortuna Liga. Đây cũng là cột mốc đánh dấu những bước phát triển rất lớn của Filip. Sau khi mùa giải 2018-2019 kết thúc, anh được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất mùa giải tại Fortuna Liga. Màn trình diễn xuất sắc của anh ngay lập tức thu hút sự chú ý từ truyền thông Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo về việc nhập quốc tịch Việt Nam để khoác áo cho đội tuyển quốc gia. Đến mùa giải 2019-2020, sự chắc chắn đến từ vị trí trong khung gỗ giúp cho Slovan Liberec đứng thứ 5 tại Fortuna Liga, qua đó giành vé dự vòng sơ loại thứ 2 của UEFA Europa League 2020-2021. Tại giải đấu cấp câu lạc bộ cao quý thứ 2 tại châu Âu, Filip Nguyễn cùng đồng đội xuất sắc giành vé tham dự vòng bảng. Phát huy vai trò trụ cột của đội, thủ thành gốc Việt ra sân trong 5 trên 6 trận đấu của Slovan Liberec ở giải đấu năm đó. Anh chỉ bỏ lỡ duy nhất một trận đấu của đội tuyển vì lý do dương tính với Covid-19. Cho dù không thể cùng đội bóng Cộng hòa Séc đi tiếp, nhưng việc được ra sân ở một đấu trường danh giá như UEFA Europa League đã cho thủ môn sinh năm 1992 rất nhiều bài học kinh nghiệm quý giá. Đầu mùa giải 2021-2022, thủ môn Filip Nguyễn đã chuyển từ Slovan Liberec sang câu lạc bộ Slovacko theo hợp đồng cho mượn có thời gian 1 năm. Filip Nguyễn được đánh giá rất cao bởi thể hình tốt với chiều cao lên đến 1m90, cũng như kinh nghiệm thi đấu dày dặn khi anh đã ra sân rất nhiều trận đấu trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc, cũng như những đấu trường cúp châu Âu như UEFA Europa League và UEFA Europa Conference League. Ngay cả khi trường hợp Đặng Văn Lâm có thể trở lại sau chấn thương, thì việc có thể triệu tập Filip Nguyễn cũng là điều hết sức cần thiết nhằm mục tiêu tạo ra sự cạnh tranh trên màu áo tuyển. Do đó, đây hoàn toàn có thể là một phương án được ông Park tính đến trong khoảng thời gian tiếp theo. Gia Huy Phong. Gia Huy Phong sinh ngày 5 tháng 3 năm 2004 tại Đức. Anh có cha là người gốc Hoa, quê ở Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam. Ông di cư sang Đức năm 14 tuổi và Gia Huy được sinh ra ở Berlin. Trước khi đầu quân cho Wolfsburg năm 2019, Gia Huy từng được đào tạo trẻ bởi 3 câu lạc bộ khác nhau ở độ tuổi thiếu niên, đó là Hertha Berlin, Frohnau ESC, Tennis Borussia Berlin. Tháng 1 năm 2020, Gia Huy được đôn lên đội U17 Wolfsburg và một năm sau thì khoác áo đội U19. Hiện tại cầu thủ 17 tuổi đang cùng U19 Wolfsburg thi đấu ở giải U19 Bundesliga và UEFA Youth League. Cầu thủ này có vị trí sở trường là trung vệ và hậu vệ cánh. Khi thi đấu, Gia Huy thường được bố trí đá trung vệ lệch trái trong sơ đồ 3-4-3. Khi Wolfsburg chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ, vị trí của cầu thủ gốc Việt sẽ là hậu vệ biên trái. Ngoài việc được đánh giá rất cao với thể hình khi đã cao tới 1m83 khi mới 17 tuổi, Gia Huy còn gây ấn tượng về tư duy chơi bóng cũng như khả năng đọc tình huống rất tốt. Trong một bài phỏng vấn, Gia Huy từng chia sẻ: "Tôi đã quá quen thuộc với văn hóa Việt nhờ ảnh hưởng từ gia đình và luôn cảm thấy thoải mái mỗi khi về nước nghỉ ngơi và du lịch. Tôi sẽ theo dõi sự phát triển của bóng đá Việt Nam với sự hứng thú cao nhất và tìm hiểu xem điều gì mang đến lợi ích tốt nhất cho sự nghiệp của mình." Với những phát biểu đó, chúng ta hoàn toàn có quyền đề nghĩ về một ngày Gia Huy Phong trở về Việt Nam và chơi bóng trong màu áo đỏ của những chiến binh sao vàng. Jackson Quang Vinh Pondong. Jackson Quang Vinh Pondong sinh ngày 9 tháng 2 năm 1997 tại Pháp. Anh có mẹ là người Việt và bố mang quốc tịch Pháp. Trong quá khứ, Pondong từng được gọi lên tuyển U16 và U18 Pháp. Cầu thủ sinh năm 1997 có tổng cộng 18 trận đấu ở các cấp độ các đội tuyển trẻ của Pháp và ghi được 2 bàn thắng. Năm 2016 ở tuổi 19, Jackson đã được đôn lên chơi cho đội 1 của Sochaux, thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái tại giải hạng 2 Pháp. Tới mùa bóng năm 2020, ngôi sao gốc Việt chuyển sang khoác áo câu lạc bộ New York Red Bulls tại giải nhà nghề Mỹ MLS thay vì tiếp tục tìm kiếm cơ hội khoác áo tại các đội bóng tại Ligue 1 hay chơi ở các giải vô địch quốc gia châu Âu khác. Tại MLS năm 2020, Jackson đã ra sân thi đấu 21 trận với tổng cộng 1.703 phút cho New York Red Bulls, trong đó có 18 lần góp mặt ở đội hình xuất phát. Cầu thủ gốc Việt cũng đóng góp 2 đường kiến tạo ở mùa giải này. Sang đến mùa giải năm 2021, Pondong đã có tổng cộng 11 lần ra sân chơi đội bóng chủ quản ở hai cấp độ MLS và USL Championship. Theo định giá trên chuyên trang Transfermarkt, cầu thủ đang thuộc biên chế NY Red Bulls hiện đang có giá trị 600.000 euro. Vào tháng 1 năm 2020, cầu thủ sinh năm 1997 từng được định giá lên tới 900.000 euro. Jackson Pondong từng chia sẻ: "Quan điểm của tôi vẫn vậy, tôi hy vọng sẽ có cơ hội thử sức tại tuyển Việt Nam. Đối với tôi, hai chữ Việt Nam mang một ý nghĩa rất thiêng liêng. Tuy vậy, tôi vẫn chưa được VFF liên hệ. Lúc này tôi chỉ biết cải thiện phong độ và màn trình diễn của mình tại đội bóng chủ quản. Tôi tin rằng vẫn có cách để tôi cùng VFF tìm thấy tiếng nói chung và tận dụng cơ hội này." Gần đây, thông qua một bài đăng trên mạng xã hội, Jackson Pondong đã chia sẻ hình ảnh các cổ động viên Việt Nam trên khán đài sân vận động quốc gia Singapore ở trận Việt Nam với Thái Lan kèm lời khen ngợi: "Không bao giờ từ bỏ, những cổ động viên luôn hò hét cuồng nhiệt và thể hiện niềm tự hào trong suốt 90 phút trận đấu." Động thái của Jackson Pondong được coi như một tín hiệu gửi tới đội tuyển Việt Nam. Trong bối cảnh huấn luyện viên Park Hang-seo cần thêm những nhân tố chất lượng, cơ hội dành cho Jackson Pondong đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Alexander Đặng. Alexander Đặng sinh ngày 12 tháng 2 năm 1990 tại Bergen, Na Uy. Anh là cầu thủ người Na Uy gốc Việt và có tên tiếng Việt là Trường. Bố của anh là người Việt và có mẹ là người bản địa. Hiện Alexander đang khoác áo câu lạc bộ Eriksund IK theo dạng cho mượn từ FK Jef thuộc giải hạng nhì Na Uy. Trong quá khứ, Alexander Đặng từng khoác áo nhiều đội bóng ở giải hạng dưới của Na Uy là Vålerenga, Lillestrøm, Sochaux trước khi được biết đến trong màu áo câu lạc bộ Ness Sogndal. Trong thời gian khoác áo cho Ness Sogndal từ 2016-2019, anh ghi được 38 bàn sau 61 trận đấu cho đội bóng ở giải hạng nhất Na Uy. Ở mùa giải 2018, Ness Sogndal giành vị trí thứ 6 và thất bại ở loạt trận playoff thăng hạng lên chơi ở giải cao nhất của Na Uy. Đến năm 2019, Alex Đặng bất ngờ chuyển đến thi đấu cho câu lạc bộ FK Jef cũng thi đấu tại giải hạng nhất Na Uy. Trong hai mùa giải 2019 và 2020, anh ra sân tổng cộng 19 trận cho đội bóng này và có cho mình 3 bàn thắng. Đặc biệt, Alexander Đặng là một trong số ít những cầu thủ Việt kiều được ông Park trực tiếp sang châu Âu để thăm dò đánh giá năng lực vào hồi tháng 5 năm 2019. Đáng tiếc ở thời điểm đó anh chưa đáp ứng được yêu cầu được chiến lược gia người Hàn Quốc đề ra. Ở thời điểm hiện tại, sau sự chia tay của anh Đức, bóng đá Việt Nam đang thực sự khan hiếm một tiền đạo đủ sắc bén. Do đó, Alexander Đặng hoàn toàn là một phương án khả thi nếu được ông Park tính đến. Kevin Bùi. Kevin Bùi sinh năm 2002, có bố là người Việt và mẹ là người Hà Lan. Năm 13 tuổi, anh gia nhập lò đào tạo của NEC Schimmertgen và không lâu sau đó anh chuyển đến khoác áo Vitesse, đội đang chơi ở giải Eredivisie. Hậu vệ gốc Việt được đánh giá có tiềm năng rất lớn bởi thể lực và kỹ năng đã được trui rèn trong những ngày tháng ăn tập tại châu Âu. Tại đội U17 của Vitesse, Kevin chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải và nhanh chóng được chứng minh khả năng của mình. Mùa giải 2019, tài năng trẻ 18 tuổi thi đấu 12 trên 14 trận cho U17 Vitesse ở giải U17 Hà Lan và ghi được 1 bàn thắng. Ngoại trừ một lần bị thay ra trong trận gặp Feyenoord, 11 trận còn lại anh đều chơi trọn vẹn với tổng cộng 953 phút thi đấu. Ở thời điểm đó, Kevin từng được triệu tập vào đội tuyển U17 Hà Lan để tham dự vòng loại U17 châu Âu. Kể từ mùa giải 2020-2021, Kevin được đôn lên chơi ở đội U21. Ở mùa giải năm nay, tính đến vòng đấu thứ 10, Kevin được ra sân 9 trận trong màu áo U21 Vitesse, trong đó có đến 7 trận chơi đủ 90 phút. Rõ ràng việc có được một suất vững chắc trong một đội bóng mạnh ở Hà Lan như Vitesse là một thước đo không thể cụ thể hơn về trình độ của cầu thủ gốc Việt này. Trong bối cảnh nhân sự hành lang cánh phải của đội tuyển Việt Nam cần những sự bổ sung, Kevin Bùi sẽ là một sự lựa chọn không hề tồi trong khoảng thời gian sắp tới. Vừa qua chúng ta đã cùng điểm qua 5 cầu thủ gốc Việt hiện đang chơi bóng ở nước ngoài có thể sẽ là những sự bổ sung cần thiết cho đội tuyển Việt Nam. Tất nhiên, quyền quyết định sau cùng vẫn thuộc về ban huấn luyện đội tuyển mà đứng đầu là thầy Park. Chúng ta cùng hy vọng rằng với những sự thay đổi mới về cả nhân sự lẫn kỹ chiến thuật, đội tuyển Việt Nam sẽ có được thành tích tốt trong khoảng thời gian tiếp theo. Các bạn đừng quên like cũng như theo dõi fanpage và YouTube của Next Sports để cập nhật những tin tức và cổ vũ cho những chàng trai của chúng ta nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!